ăn nói ấp áp úng. Ở đây mà nói như thế mất hết khách. Anh vừa ra trại. Cái gì? Cái vấn đề mày sống tốt hay xấu liên quan gì đến tao? Chính anh mới là người đang phản bội đấy. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Tao đến với Thu tiền. Thằng chó này. Nếu như em không nghe lời, chị sẽ đuổi việc em đấy. Có phải là em đang muốn chia rẽ hai bọn chị đúng không? Chị đã đuổi thì em đi. Công ty nguy đấy mà. Cô em bất lực không còn cách nào nữa. Tôi đã cắn cô mấy cái sừng rồi. Thế còn còn đứa con trong bụng của tôi thì sao? Alo em à? Anh vẫn ngồi ở quán. Em đến chưa? Nhớ đi cẩn thận đấy nhá. Yêu em. Dạ, em chào anh ạ. Anh cho em hỏi là anh có phải chủ quán đây không ạ? Đến xin việc à? Mà ở đây ấy, chỉ tuyển full time thôi. Mà trong cậu còn trẻ này, không làm được cả ngày đâu. Em làm được anh ạ. Thế không phải đi học à? Em chưa học xong cấp 3 này. Thế trước làm ở đâu rồi? Em kìa, ăn nói ấp áp úng. Ở đây mà nói như thế thì mất hết khách. Mà tôi ấy, tôi chỉ muốn nhận những người thật thà. Nếu không ấy, tôi không nhận đâu. Dạ, thật với anh là em vừa ra trại. Cái gì? Mày là dân xã hội á? Em dạ. Thôi, tao không nhận những cái thằng ra tù vào tội như mày đâu. Anh ơi, em xin hứa là em không làm gì xấu đâu ạ. Không là không, biến đi. Anh ơi, anh cố gắng giúp em lần này cho anh ạ. Mày lèo nhèo thế nhở? Mày có tin tao gọi công an lên gô cổ mày không? Có chuyện gì thế anh? À, không có gì đâu. Cái thằng ra tù vào tội này nó đến xin việc ấy mà. Anh nói nó không nghe, nên anh động tay động chân tí thôi. Cái gì cơ? Đi tù á? Phải. Những cái loại người như thế này ấy, thì mình không dây, không tử tế gì đâu. Đúng là trước đây tôi đã từng gây gổ và phải đi trại cải tạo. Nhưng không có nghĩa là đến bây giờ tôi cũng vậy. Để đi đâu cũng bị xua đuổi và ghét bỏ. Chính những con người như anh mới đang khiến bọn tôi phải quay lại con đường phạm tội đấy. Cái thằng này, cái vấn đề mày sống tốt hay xấu liên quan gì đến tao? Mày muốn đấm à? Thôi, anh. Em thấy cậu ấy nói cũng đúng mà. Em lại có bênh nó à? Em không bênh. Nhưng mà anh thử nghĩ lại mà xem. Bố em ngày xưa cũng đã từng phạm tội và phải đi tù. Sau khi ra tù, nếu như không được mọi người yêu thương, giúp đỡ, thì làm sao bố em có được như ngày hôm nay? Nhưng cái thằng này... Thôi, em đã nói vậy rồi. Anh cứ để em nói chuyện với cậu ấy. Em tên là gì? Dạ, em tên là Đức ạ. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 19 tuổi rồi. Ông trẻ. Đức này, công ty chị đang thiếu một chân bảo vệ. Hay là em có muốn làm bảo vệ cho công ty chị không? Được thế thì tốt quá. Đưa hồ sơ của em đây ạ. Nhân sự bên công ty chị sẽ liên hệ với em để chị đổi công việc trực tiếp nhé. À đây. Đây là danh thiếp của chị. Nếu như em cần gì liên hệ với chị. Ủa, chị là chủ tịch của NCT à? Em cảm ơn chị ạ. À. Em sẽ cố gắng làm việc ạ. À. Cố lên em. Chị tin em. Dạ. Alo em à, anh đang ở công ty của mụ Thu. Mà anh bảo này, anh đang đòi tiền của cô ta. Rồi nếu mà được ấy, chúng ta đi du lịch nhá. Ok, yêu em. Mày làm gì ở đây đấy? Tôi làm bảo vệ ở đây. Bảo vệ à? Mày làm bảo vệ ở đây rồi mày định cuỗm luôn chủ tịch đúng không?
Anh đừng ăn nói linh tinh. Tôi chỉ coi chị Thu như là chị của mình. Và chị Thu cũng vậy. Chị em. Rồi chúng mày định cắm cho tao hai cái sừng đúng không? Chính anh mới là người đang phản bội đấy. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Lát tôi sẽ nói với chị Thu. Mày thích mách lẻo đúng không? Tao sẽ kể thêm chuyện cho mày để mày đi mách lẻo nhá. Tao đến với Thu là vì tiền. Vì tiền thôi, mày hiểu không? Mày... Mày nghĩ cô ta tin mày à? Cô ta chỉ thương hại mày vì mày nghèo thôi. Tao với Thu ấy, yêu nhau được 5 năm rồi. Mày thích thì mày mách đi. Mày mách đi! Thằng chó này! Em đang làm cái gì đấy hả? Em... Anh đã nói với em rồi. Em nhận làm gì cái thằng này? Nó làm sai, anh nói cho nó biết. Thì bây giờ nó lại lôi thù cũ ra để nó dọa anh. Em thấy hài lòng chưa? Mày nói cái gì? Thôi đi! Chị đã nói với em rồi, là muốn làm việc ở đây thì phải bỏ cái thói côn đồ đi. Nếu như em không nghe lời, chị sẽ đuổi việc em đấy. Nhưng mà chị ơi, em có... Không nhưng nhị gì hết. Chính chị đã chứng kiến rồi. Chị nhắc lại một lần nữa, đây là môi trường công sở. Em liệu mà cư xử cho nó lịch sự, phải phép. Em mà tiếp tục lêu láo thế này thì chị cũng sẽ không chịu nổi em nữa đâu. Đấy, em thấy chưa? Em có làm sao không? Anh không sao. Nhưng mà chắc chắn rồi sẽ sao đấy. Anh đã bảo em rồi, em nhận làm gì cái thằng đấy? Ra tù vào tội, trông chờ được cái gì nó? Nhưng mà... Anh hiểu ý em. Nhưng mà em thử nghĩ xem, làm gì có ai được may mắn như bố em đâu. Hôm nay là anh, rồi mấy nữa là nó. Nó đối xử với khách hàng như thế thì mình lại mất hết mối khách hàng à? Anh nói cũng đúng nhỉ. Thôi được rồi, em sẽ giải quyết chuyện này. Mình đi. Nào, bây giờ em trả lời đi. Tại sao em lại hành xử như vậy? Em nói chị cũng có tin đâu. Em đang thái độ thế nào với chị đấy? Chẳng thái độ gì cả. Em... Thôi được rồi. Bây giờ nếu em nói là anh ta đang lợi dụng chị có tin không? Và cả việc anh ta đang có tình nhân ở bên ngoài nữa, chị có tin em không? Đấy, em nói rồi mà, chị đâu có tin em đâu. Không, không thể như thế được. Bọn chị đã quen nhau được hơn 5 năm nay rồi. 5 năm thì cũng chính là 5 năm mà anh ta lợi dụng chị đấy. Chính em đã nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại với tình nhân ở bên ngoài. Đức, có phải là em đang muốn chia rẽ hai bọn chị đúng không? Em làm vậy để làm gì? Em nghe cho rõ đây. Chị chỉ coi em như là em trai của chị thôi. Ngoài ra, chị không có bất cứ một thứ tình cảm gì với em cả. Chị mong là em đừng làm cho chị phải thất vọng. Chị đang nói cái gì đấy? Anh ta suy nghĩ lệch lạc về em thì đã đành. Đến bây giờ cả chị cũng vậy à? Chính em mới là người phải thất vọng rồi này. Thôi, việc của chị tự quyết, em làm. Thôi, không phải làm việc nữa đâu. Chị... Nó vậy là sao? Có nghĩa là từ giờ trở đi, cậu đã chính thức bị sa thải khỏi công ty này. Tôi không muốn trong công ty của tôi có một người làm việc mà quen cái thói côn đồ như cậu. Đã vậy, nói lại còn không chịu tiếp thu nữa. Cậu ra ngay khỏi công ty của tôi đi. Được, chị đã đuổi thì em đi. À,
Anh đây rồi. Có việc gì mà em gọi anh đến sớm đấy? Công ty nguy rồi anh ơi. Bố em cũng bất lực không còn cách nào nữa. Giờ mình phải làm sao đây anh? Chuyện của em liên quan gì đến anh? Nhưng mà anh là chồng sắp cưới của em cơ mà. Thì sao? Em muốn anh an ủi em á? Rất tiếc, em tìm người khác đi. Sao lại như thế được? Thế lúc trước thằng Đức nó chưa nói với em à? Anh yêu em vì tiền đấy. Bây giờ em hết tiền rồi thì anh hết tình, thế thôi. Không thể như thế được. Sao lại không thể như thế được? Thật ra ấy, không phải đợi đến bây giờ đâu. Từ trước ấy, tôi đã cắm cho cô mấy cái sừng rồi. Thế còn đứa con trong bụng của tôi thì sao? Còn á? À, tôi nói cho cô biết này, cái đấy là ý định của tôi, là tôi muốn làm rể nhà tỷ phú đấy. Còn bây giờ thì tôi không ngờ anh là đồ khốn nạn. Đúng đấy. Cô nghe này, đây là lần cuối cùng và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Chị làm sao không? À, kéo thằng này là tác giả của cái thai này chứ gì. Ôi, hai người ở lại mà chăm sóc nhau nhá. Chị, chuyện ở công ty em cũng nghe các đồng nghiệp cũ kể rồi. Em sẽ giúp chị trả nợ. Em định giúp chị thật sao? Vâng, thật ra thì gia đình em cũng có quan của để ấy. Nhưng trước giờ do em lông bông nên bố mẹ không tin tưởng để ra bất cứ cho em thứ gì cả. Thời gian vừa qua thấy em tu trí nên bố mẹ cũng cho em một chút kha khá để lập nghiệp. Cộng với số tiền em dành dụm được thì chắc cũng giúp được chị. Chị... giờ chị không biết nói gì nữa. Chị cảm ơn và chị xin lỗi em. Chị không phải cảm ơn em đâu. Nếu ngày trước không có chị tin tưởng và cho em cơ hội để hoàn lương thì chưa chắc em đã có ngày hôm nay. Bây giờ em làm như vậy cũng là điều nên làm mà. Chị... mà chị ơi, chị đừng bỏ đứa bé nhé. Mà không có tội tình gì cả, nếu anh ta không nhận thì em sẽ chăm sóc cho hai mẹ con chị. Em... chị đừng hiểu lầm. Trước giờ ấy, em chỉ có chị như chị gái thôi. Mà bây giờ chị mang thai thì em phải có trách nhiệm chăm sóc cho chị và cháu của em chứ. Chị cảm ơn em. Phải hứa là không được bỏ cháu của em đâu nhá. Chị cảm ơn em nhá. Chị cảm ơn em nhiều lắm.